Cách làm việc với các tệp và thư mục trên máy tính Mac máy tính Apple. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn cách làm việc với các tệp và thư mục trên máy tính Mac hoặc máy tính Apple. Nó sẽ giúp làm cho quy trình làm việc của bạn hiệu quả hơn và có thể giảm bớt một số cơn đau đầu mà bạn có thể gặp phải. Nếu bạn đã quen làm việc với PC thì điều này sẽ hữu ích. Video này đã được dịch từ tiếng Anh. Nếu bạn muốn biết cách thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên máy Mac hoặc máy tính Apple của mình, hãy nhấp vào vòng tròn nhỏ màu trắng ở trên cùng. Nó sẽ đưa bạn đến video của tôi có tên Cách thay đổi ngôn ngữ trên máy tính Mac máy tính Apple. Hãy bắt đầu với máy tính để bàn. Như bạn có thể thấy, tôi có tất cả các thư mục tệp và ổ cứng được xếp ở phía bên phải của màn hình. nếu tôi nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình nền sẽ xuất hiện một menu nếu tôi cuộn xuống lệnh có tên sắp xếp theo và nhấp vào lệnh không thì tôi sẽ có thể di chuyển từng mục trên màn hình đến bất kỳ nơi nào tôi muốn Tuy nhiên, nếu tôi quay lại lệnh sắp xếp theo và chọn bất kỳ lệnh sắp xếp nào thì mỗi mục sẽ di chuyển sang phía bên phải của màn hình, vị trí của chúng sẽ bị khóa và tôi sẽ không thể di chuyển bất kỳ mục nào. Chúng đến một vị trí khác trên màn hình. Bây giờ tôi sẽ thêm một vài thư mục và tệp bổ sung cho phần trình diễn tiếp theo. Như bạn có thể thấy, tôi có các thư mục, tệp và ổ cứng bốn bên ngoài trên màn hình của mình. nếu tôi nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình nền sẽ xuất hiện một menu nếu tôi cuộn xuống và chọn tùy chọn menu cuối cùng có nội dung hiển thị tùy chọn cho người xem thì các điều khiển chế độ xem cho màn hình sẽ bật lên hai mục đầu tiên trên điều khiển này có nội dung xếp theo và sắp xếp theo hoạt động theo cùng một cách nếu tôi chọn xếp theo và sau đó chọn loại sẽ di chuyển tất cả các mục trên màn hình sang bên phải và sẽ liệt kê các mục theo loại mục của chúng như bạn thấy ở đây mỗi mục bây giờ được sắp xếp theo ổ cứng sau đó theo tệp và cuối cùng theo thư mục nếu tôi quay lại và chọn không có mỗi mục sẽ chuyển về vị trí ban đầu như bạn có thể thấy sắp xếp theo hoạt động theo cùng một cách các điều khiển sau đây rất hữu ích vì những điều khiển này cho phép bạn tạo thêm không gian trên màn hình như bạn thấy ở đây điều khiển được gọi là kích thước biểu tượng cho phép bạn tăng hoặc giảm kích thước của từng mục trên màn hình điều khiển tiếp theo được gọi là khoảng cách lưới như bạn thấy ở đây khoảng cách lưới cho phép tôi tăng hoặc giảm không gian giữa mỗi mục trên màn hình Điều khiển tiếp theo được gọi là kích thước văn bản cho phép bạn tăng hoặc giảm kích thước văn bản của từng mục. Điều khiển tiếp theo được gọi là vị trí nhãn sẽ di chuyển tên của từng mục trên màn hình từ phía dưới sang phía bên phải. Khi tôi chọn điều khiển tiếp theo được gọi là hiển thị thông tin mục sẽ hiển thị tôi có bao nhiêu dung lượng cho mỗi ổ cứng, tôi có bao nhiêu dung lượng trống trong mỗi ổ cứng, tôi có bao nhiêu mục trong mỗi thư mục và loại tệp nó, chẳng hạn như tài liệu PDF hoặc Word. Điều khiển tiếp theo được gắn nhãn hiển thị biểu tượng xem trước sẽ cung cấp cho tôi một cái nhìn nhỏ về những gì có trong mỗi tệp. Như bạn thấy, trong thư mục này tôi có 3 thư mục. Nếu tôi nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu sẽ xuất hiện một menu. Nếu tôi cuộn xuống lệnh có tên sắp xếp theo và nhấp vào lệnh không thì tôi sẽ có thể di chuyển từng thư mục đến bất kỳ nơi nào tôi muốn. Nếu tôi chọn sắp xếp theo và sau đó chọn loại thì mỗi thư mục sẽ di chuyển trở lại đầu. Vị trí của họ sẽ bị khóa và tôi sẽ không thể di chuyển bất kỳ vị trí nào trong số họ đến một vị trí khác trong thư mục. Tôi sẽ chỉ ra một cách dễ dàng để di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác. Trong thư mục này, tôi sẽ chọn một trong các thư mục và nhấp chuột phải vào thư mục tiếp theo tôi sẽ chọn điều khiển đầu tiên có nội dung mở trong cửa sổ mới thao tác này sẽ mở thư mục trong khi vẫn giữ thư mục gốc mở sau đó tôi sẽ làm tương tự cho một thư mục khác vì vậy bây giờ tôi đã mở thư mục gốc đồng thời mở hai thư mục nằm trong thư mục gốc Điều này cho phép tôi di chuyển tệp từ thư mục này sang thư mục khác trong thư mục gốc. Tôi cũng có thể chọn một trong các lệnh trên thanh bên trái và mở nó trong một cửa sổ mới. Như bạn có thể thấy, thư mục tài liệu đang mở trong khi đồng thời tôi mở tất cả các thư mục khác. Điều này cho phép tôi di chuyển các tệp từ tài liệu sang một trong các thư mục khác. Bây giờ, hãy lên trên cùng và chọn chỉnh sửa. Và bằng cách tiếp tục chọn hoàn tác sẽ di chuyển tất cả các tệp trở lại vị trí ban đầu của chúng. Hoàn tác và làm lại hoạt động trên màn hình nền hoặc trong bất kỳ thư mục nào. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cách đổi tên tệp. Như bạn thấy tôi có 33 tệp muốn đổi tên. Đầu tiên tôi chọn một trong các tệp và sau đó nhấp chuột phải. Bây giờ tôi sẽ chọn điều khiển có tên đổi tên và sao chép phần tên mà tôi muốn thay đổi. Tiếp theo, tôi sẽ quay lại trên cùng và chọn chỉnh sửa và đi xuống lệnh có tên chọn tất cả. Như bạn có thể thấy, tất cả các thư mục đã được chọn. Bây giờ, tôi sẽ nhấp chuột phải vào một trong các tệp và sau đó chọn lệnh có tên đổi tên. Trong ô đầu tiên, tôi sẽ đặt phần tôi muốn thay đổi. Trong hộp còn lại, tôi sẽ nhập từ mà tôi muốn sử dụng, sau đó tôi sẽ nhấp vào đổi tên. Như bạn có thể thấy, tất cả các tệp đã được đổi tên. Tôi sẽ làm điều tương tự một lần nữa. như bạn có thể thấy tất cả các tệp đã được đổi tên nếu tôi quay lại đầu trang và tiếp tục chọn hoàn tác thì tất cả các tệp sẽ trở về tên ban đầu của chúng Nếu tôi chọn bất kỳ thư mục hoặc tệp nào, sau đó nhấp chuột phải, sẽ xuất hiện menu. Nếu tôi cuộn xuống lệnh có tên Get Information, sẽ xuất hiện một cửa sổ cung cấp cho tôi thông tin về tệp hoặc thư mục. Cửa sổ này cung cấp thông tin về kích thước của tệp hoặc thư mục, vị trí của tệp hoặc thư mục, khi nào nó được tạo ra và khi nào nó được sửa đổi. Nếu tôi chọn hộp này thì tệp hoặc thư mục sẽ bị khóa và không ai có thể thực hiện thay đổi hoặc xóa nó mà không có mật khẩu. Trong cửa sổ này, nếu tôi đi xuống dưới cùng thì tôi cũng có thể cung cấp bảo mật bổ sung. Phần dưới cùng cho phép tôi đặt ai có quyền thực hiện thay đổi và xem hoặc đọc thư mục hoặc tệp này. Trước tiên, tôi phải mở khóa thư mục hoặc tệp, sau đó tôi sẽ có thể thiết lập các quyền. Tùy chọn đầu tiên cho phép một người đọc và thực hiện các thay đổi đối với tệp hoặc thư mục. Tùy chọn thứ hai cho phép một người chỉ có thể đọc tệp hoặc thư mục. Tùy chọn thứ ba cho phép người đó chuyển tệp hoặc thư mục vào hộp thả xuống. Nếu tôi nhấp vào biểu tượng dấu cộng ở dưới cùng thì tôi sẽ có thể thêm những người sẽ có quyền truy cập vào tệp hoặc thư mục. Đừng quên mở khóa lại sau khi hoàn tất Bây giờ, nếu bạn lên trên cùng và chọn chế độ xem, bạn sẽ có thể thấy các tùy chọn chế độ xem khác nhau sẽ cung cấp thông tin hữu ích. Nếu tôi chọn ẩn thanh công cụ thì thanh công cụ ở trên cùng, thanh đường dẫn ở dưới cùng và menu bên sẽ bị ẩn. Nếu tôi chọn ẩn thanh đường dẫn thì thanh đường dẫn ở dưới cùng sẽ bị ẩn. Thanh đường dẫn rất hữu ích vì nó cung cấp cho bạn thông tin về vị trí của thư mục hoặc tệp và nó cũng cho phép bạn chuyển đến các vị trí khác nhau trong đường dẫn. Nếu tôi chọn ẩn thanh trạng thái thì thanh trạng thái ở dưới cùng sẽ bị ẩn. Thanh trạng thái rất hữu ích vì nó cho bạn biết có bao nhiêu mục trong thư mục và còn bao nhiêu dung lượng trống trên ổ cứng. Vui lòng bấm like, để lại một bình luận hoặc đăng ký. Cảm ơn bạn.